Ngày 19 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ và triệu tập 13 đối tượng trên địa bàn liên quan đường dây ghi số lô, số đề qua mạng xã hội. Cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, trú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Để điều hành, Tuyết đã cấu kết với một số đối tượng khác và sử dụng mạng xã hội Viber, Zalo để nhận và chuyển tin nhắn lô đề. Với quyết tâm triệt xóa đường dây trên, ban chuyên án đã ập vào nhà số 150 đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, bắt quả tang Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh lô đề tại nhà riêng. Tại hiện trường, thu giữ 12 điện thoại di động và nhiều sổ sách liên quan đến quá trình phạm tội của các đối tượng. Lực lượng chức năng cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Nhung, 40 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Lê Thị Thắm, 34 tuổi, trú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, Trần Thị Tâm, 42 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, đồng thời triệu tập 9 đối tượng khác. Các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề trong ngày 15 tháng 8 năm 2023 với số tiền gần 300 triệu đồng.